Hôm nay trời nóng quá cho nên là chui vào lòng sàn ngồi thì có máy lạnh cho nó mát. Còn ở ngoài nó không có, phòng làm việc không có máy lạnh cho nên nó nóng quá. Chào mọi người. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cho nên là hy vọng rằng là mọi người sẽ đi chơi nhiều, ít ít có người mà à. Dạ chào mọi người, hôm nay thì wow, mới đó là gần cả trăm người rồi. Mọi người chắc hôm nay không có nghỉ lễ hay sao mà Chào mừng mọi người đến với channel An Bằng. à, để mở cái này để xem mọi người nói gì chứ còn ở đó xa quá không thấy được. Quá không thấy được. À, cảm ơn em, dạo này anh cũng bình thường không có trẻ. Hôm qua là sau một chuyến đi đi xa, hôm qua là anh mệt quá cho nên là anh tắt máy điện thoại và có mở máy thì cũng không có nghe, mọi người thông cảm. Nói chung nó khỏe thì nó cũng không đúng, tại vì anh ba bị chấn thương sọ não cho nên là trời mà nhiệt độ mà ở trên 38 độ thì nó rất là khó khăn, nó rất là đau đầu, cho nên là không có được ok lắm. Tuy nhiên là nói thật sự mà nói thì năm nay thời tiết quá khó khăn, tạo cho những người mà sức khỏe yếu như anh ba thì hình như là không được tốt lắm. Chào mọi người đông đông vào, mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của tháng 4 và những cái tuổi nào sẽ nên tránh, nên cẩn thận ở trong tháng 4. Sau đó mình sẽ trả lời mọi người một số tuổi khác hỏi về tháng 4 của mọi người như thế nào thì mình sẽ trả lời cái đó. Mình có từng phần một hơi để mà chia sẻ với mọi người thì mình Trần Trần Quốc Khương, anh chưa có thể là em không có duyên chứ còn anh thường mọi người có nhiều người gọi anh một lần một là được. À, chào mọi người nhiều nha. Thôi cũng cả trăm người rồi, mình sẽ chia sẻ về cái tháng 4 của năm Kỷ Hợi 2019 đối với mọi người. Bây giờ mình sẽ nói những cái phần đầu tiên, mình sẽ nói cho những người mà chịu nhiều cái sự không tốt đẹp của tử vi phong thủy nhất ở trong cái tháng tư này. Sau đó mình sẽ trả lời từng từng phần ha, mình không nhắc lại nữa. Thì như đã biết thì tháng 4 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Kỷ Tỵ. Như vậy thì nó sẽ là một tháng hoặc thêm một tháng gọi là thêm cái sự khó khăn nữa. À, cái người đầu tiên mà phải chịu cái nặng nề nhất và khó khăn nhất đó là những người tuổi Quý Hợi, nam hay nữ mạng gì cũng thế. Tại vì sao, tự như đã nói ha, tuổi Hợi, Quý Hợi là năm, nếu mà xét về cả năm á thì người Quý Hợi là chữ Kỷ của cả năm nó khắc chữ Quý, là cái đó cái trụ về thiên can thì nó không tốt cho công việc. Hợi với Hợi là năm tuổi, là gọi là địa xung, năm sinh tháng tuổi nó sẽ không tốt đẹp. Và nếu mà rơi vào năm tuổi thì thường là thái tuế nó sẽ nhập hạn, đa phần không phải là tuổi nào thì thái tuế nó cũng nhập hạn, nhưng mà chắc chắn là Quý Hợi là thái tuế nhập hạn, cho nên người ta nói thái tuế nhập hạn không nạn cũng tai. Mà địa địa chi mà cùng năm tuổi thì gia đạo dễ xào xáo, là bổn mệnh. Xét về trụ mệnh thì mệnh là sinh xuất,
Từ năm nay năm mộc mà, năm mộc mà hợp thổ, mình là thủy, vừa bị sinh xuất vừa bị năm hợp thổ tương khắc là cả năm đã bị khó khăn rồi. Thì tiếp tục vào tháng kỷ tỵ, thì tháng kỷ tỵ như là đã nói đó, nó lại là một tháng mộc. Tiếp tục cái chữ quý hợi gặp cái chữ kỷ tỵ của tháng, tiếp tục khắc mình nữa, rồi là một chuyện là mệt mỏi ha. Như đã biết thì kỷ tỵ là tháng hợi nữa, tháng mộc nữa, cho nên là cái người mệnh thủy của các bạn quý hợi sẽ tiếp tục bị sinh xuất thêm một lần nữa ở trong tháng. Rồi tỵ với hợi, dần thân tỵ hợi, tỵ hợi là lục xung về địa chi nữa. Như vậy là tháng tư âm lịch là một tháng coi như là có tất cả những yếu tố về của cái nào địa chi lục xung nè, thiên can thì tương khắc ha, mệnh thì sinh xuất, các bạn gặp sao hạn xấu, gặp năm bị trực thái tuế nữa, thì mình nói vui rằng các bạn chỉ cần gần đi đến cái khúc này thôi, thì giống như là tháng tư là cái trũng vậy đó. Các bạn trải qua tháng 3 thôi là các bạn đã thấy cái nhiều điều khó khăn rồi, chưa nói đến là hiện tại bắt đầu gần chuẩn bị vào tháng 4 thì chắc chắn nó sẽ rất là nhiều điều khó khăn, như nhất là nữ mạng. Nam mạng thì cẩn thận về bổn mạng là chính, khi mà bị sinh xuất 2 tháng, cho nên là đặc biệt cẩn thận với tất cả những người kỵ tỵ, không nên đi xa, nếu như bất khả kháng phải đi xa thì mới phải đi thôi. Chứ còn là nếu là một cái người toan tính gì đó thì không nên toan tính cái chuyện lớn, bất cứ một cái chuyện gì, gặp chuyện trái ngoài tai gai mắt thì cũng phải chịu khó mà nhịn nhục mà để vượt qua. Mình nói rằng như này, mình cũng đã nói rất là nhiều lần với mọi người là riêng về cái năm xuôi tháng hạn, mình bảo toàn được cái lực lượng, bảo toàn được cái sức khỏe, bảo toàn cái bổn mạng của mình là tốt lắm rồi, chứ không phải nói đến là cái cao xa hơn. Thì đó là cái điều mà mình nói quan trọng nhất cho cái người gọi là người quý hợi. Tiếp đến đó là người quý tỵ, là người xui thứ nhì ở trong cái năm này. Các bác người quý tỵ thì cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên là cũng cái chữ kỵ nó khắc quý, rồi tỵ là tỵ, tỵ với tỵ nó lại xung nữa, cho nên là nó sẽ có khó khăn cho bổn mạng của các bác một tí xíu. Các bác cần cẩn thận nếu không muốn là mình phải xảy ra những cái chuyện mà không tốt đẹp. Thật sự là các bạn tuổi quý tỵ mà này thì nhớ phải cẩn thận ha. Các cháu mà nhỏ quý tỵ thì mình không nói rồi, các bác mà tuổi quý tỵ á, sinh năm 1943 nhớ là cẩn thận, vì cái tháng này nó khá xung. Nếu như các anh chị mà có các bạn mà có cha mẹ tuổi quý tỵ thì phải nên cẩn thận nhiều chút xíu, có sự chăm sóc tốt một chút, đừng để cha mẹ mình phải một mình ở trong cái khoảng thời gian này, nếu có việc nó sẽ rất là rắc rối. Tiếp đến đó, thì nói chung đó là đối với cái tháng mà quý tỵ, tháng kỷ tỵ tháng tư của năm 2019 năm kỷ hợi đó, thì tất cả những người mang chữ quý ha, quý sửu, quý hợi, quý tỵ, quý dậu, là những người sẽ phải gặp nhiều khó khăn ở trong công việc, ở trong các mối quan hệ, tự vì thiên can mà tương khắc thì nó ảnh hưởng nhiều đến phần công việc. Mình không có nói sâu nhiều tuổi, thí dụ như kỷ dậu thì ngoài cái việc cái người thí dụ nói tới đến người kỷ dậu thì người kỷ dậu thì gốc thổ mà gặp cái tháng kỷ tỵ là tháng mộc, năm mộc nhưng lại là hợp thổ, cho nên là nó không có bị nhiều về bổn mạng. Tuy từ đầu năm tới giờ các người kỷ dậu thì không nhiều bị nhiều về bổn mạng, tuy nhiên cái tháng tháng này nó bị tương khắc về
về bổn mạng, về mạng của tháng với mình đó, thì nó sẽ có cái nhiều điều không tốt đẹp cho sức khỏe. Tiếp đến đó là người mà Quý Sửu. Quý Sửu tức là những người mà sinh năm 1973 thì người này thì từ đầu năm đến giờ mình thì mình chưa có làm cái tử vi cho cái tuổi này có nguyên một năm, nhưng mà mình nói là người này từ đầu năm đến giờ thì gặp rất là nhiều điều mà không tốt đẹp về công việc. Tuy nhiên gia đạo của cái này thì cũng không 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 phải là nó ảnh hưởng từ cái phần công việc, các mối quan hệ quá nhiều. Tại sao? Tại vì cái là như đã nói là chữ kỷ của năm nó khắc chữ quý, cho nên là công việc nó cứ rối rắm gì đâu. Tháng 2 cũng không tốt, tháng tháng 3 thì là tháng tháng thìn thì nó xung với mình rồi, thìn tuất sửu mùi nó trong tứ hành xung, tuy nhiên nó cùng mà là nạp âm của hành thổ cho nên nó đỡ đần. Nhưng mà tháng 4 tuy là có tam hợp tỵ dậu sửu, tuy nhiên cái chữ kỷ của kỷ tỵ của tháng á, và cái chữ kỷ của năm nó tiếp tục khắc chữ quý, cho nên công việc làm cho mọi người cảm thấy người mà Quý Sửu càng khó khăn hơn. Đặc biệt là các chị nữ giới ở trong cái nửa đầu năm này này nó mang chữ quý thì nó rất là không có tốt đẹp ha. Rồi tiếp đến đó là người kỷ tỵ, tức là người sinh năm 1989 luôn, thì người kỷ tỵ gặp năm kỷ hợi, đáng lẽ là từ đầu năm tới giờ là có nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn, tuy nhiên nó chỉ ở mức cơ hội thôi. Qua hết tháng này thì nó mới bắt đầu nó tốt đẹp. Tại sao? Tại vì là tháng này là tháng kỷ tỵ luôn, mà người ta nói là năm sinh tháng đẻ, mà khi mà 60 tháng nó mới lặp lại một lần, mình rơi vào cái tháng kỷ tỵ. Gặp là nam mạng á, lại là năm nay là sao Thái Bạch, nữ mạng là Thái Âm. Tuy nhiên á, là nghe Thái Âm á, thì là tốt đẹp cho công việc làm ăn, tuy nhiên Thái Âm lại là thuộc hành kim cho nên nó không có tốt đẹp cho người mệnh thổ mệnh mộc. Mình kỷ tỵ mình mệnh mộc cho nên là đối với cái sao Thái Âm này nó chỉ ở mức cơ hội thôi. Còn kỷ tỵ nam mạng thì từ đầu năm giờ làm ra bao nhiêu hết bao nhiêu, nhưng mà hình như là không có làm ra mà hết thôi chứ không có làm ra. Qua khỏi tháng tư âm lịch này thì người kỷ tỵ mới tốt đẹp, cho nên là tháng tư âm lịch này người kỷ tỵ có nhiều điều, tức là năm sinh tháng tuổi thì nhiều người nói là nó cùng mệnh mộc cùng cái kia, nhưng mà đối với mình nghiên cứu thì mình thấy rằng 60 tháng lặp lại một lần thì tháng này rất là khó khăn, nhất là đối với những người nam mạng với cái sao Thái Bạch chiếu mạng. Dù gì đi nữa thì cái sao Thái Âm của nữ mạng vẫn là một phúc tinh tốt đẹp chứ không phải là xấu gì hết. Cho nên là không có đến nỗi nào mà quá khó khăn. Còn đối với những người mà mang chữ Ất thì người ta nói là Ất khắc kỷ kỷ quên, Ất thì khắc kỷ, kỷ thì khắc quý. Bây giờ cái chữ hồi nãy thì nói đến cái đa phần là những cái tuổi đó mà ấy đi thôi, chứ còn mình chưa nói, xin lỗi mình nghe điện thoại cái. Anh nghe nè. Bây giờ 12 giờ anh mới đi. Ui, cái điện thoại em kỳ quá. Ồ quá. Rồi rồi, anh gọi. Anh gọi anh hỏi chỗ rồi, khoảng 12 giờ anh đem ra tới đó. Ok. Rồi đúng rồi, rồi ok. Vậy nha, anh đang livestream cái. Đúng rồi á, là như đã nói là ha, Quý Sửu thì như đã nói chị Phạm Ngọc Trinh, Quý Sửu đầu năm giờ muốn chết luôn á, tại vì chữ kỷ nó khắc chữ quý nó khó khăn lắm. Bây giờ đến tiếp tục là đến những người có tuổi chữ Ất, thì những người có chữ Ất thì sẽ là Ất khắc kỷ, tức là mình khắc nó hoặc nó khắc mình thì nó cũng đem lại khó khăn trong công việc. Tuy nhiên là chữ Ất khắc chữ kỷ là công việc tạo điều kiện khó khăn, nhưng mà mình vẫn phần nào mình khống chế để mình vượt qua được.
còn nó tương khắc mình thì mới sợ, chứ mình tương khắc nó thì nó chỉ là rối rắm rối ren trong công việc đem đến thôi, chứ không phải là cái gì mà quá khó khăn. Đầu tiên hết đó là nếu như mà nói về những cái chữ Ất của năm nay á, thì phải nói rằng là những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là những người có vận hạn vận niên không tốt nhất ở trong cái năm mà Kỷ Hợi 2019 này, và đặc biệt là những người sẽ là những cái người mà chịu nhiều thiệt thòi nhất của những chữ Ất ở trong cái tháng kỳ tỵ 2014 2019 này với cái tháng kỳ tỵ. Tại vì sao? Tại vì là cũng giống như người Quý Hợi đó, người Ất Tỵ là nam thì la hầu, nữ thì kế đô. Tuy nhiên người Ất Tỵ thì không sợ vì bổn mệnh. Lý do một điều á là người Ất Tỵ là gốc hỏa, năm nay là năm mộc, hợp thổ, cho nên là gọi là một cái năm có dòng tương sinh rất là tốt đẹp, cho nên là bổn mạng không vẫn là vấn đề. Tuy nhiên là về công việc làm ăn thì từ đầu năm đến giờ thì rất là khó khăn, đem đến nhiều điều mà không có vui vẻ, không có tốt đẹp. Đó là dần thân tỵ hợi, khởi đầu là tháng dần đã là tướng khắc với tỵ rồi. Đúng không? Khởi đầu tiên là tháng mình chưa làm cái tuổi Ất Tỵ của cả năm, cho nên là thật sự mà nói là năm nay mình bận bịu công với lại sức khỏe cũng không được tốt đẹp lắm, cho nên là nợ mọi người rất là nhiều thứ. Năm nay đáng lẽ là có nhiều người sẽ nói mình là hứa tử vi chứ không phải là anh ba tử vi, tại vì hứa không mà không thấy làm. Nhưng mà mọi người thông cảm, mình cũng có cái sự khó khăn, mình cũng có cái công việc của mình nữa, cho nên là thiếu mọi người mình sẽ tập trung hơn ở thời gian sắp tới. Thì người nói quay trở lại với người Ất Tỵ thì từ đầu năm với, như đã nói, thì với người Ất Tỵ thì với nếu mà cả năm là sao kế đô này, hạn thì thiên tinh đối với nữ, vận niên thì cẩu cuồng phong, Ất thì gặp kỹ là tương khắc, rồi là địa chi tỵ hợi là tam tai, tỵ gặp hợi là tam tai, cho nên là người của Ất Tỵ thì từ đầu năm tới giờ quả nhiên là làm việc không có hiệu quả với cả nam lẫn nữ, nhưng mà nam thì đỡ đần hơn. Chiếu tiếp vào cái tháng tư này thì tiếp tục xét về thiên can thì chữ Ất tiếp tục khắc chữ kỷ của tháng, tại vì kỷ của năm rồi kỷ của tháng nữa, cho nên là công việc cũng có nhiều cái điều không có ngon lành, rõ ràng không? Rồi tỵ gặp tỵ là tháng tuổi, đang trong địa chi tam tai lại gặp tháng tuổi thì không thể nào tránh khỏi cái sự khó khăn. Tuy nhiên cũng có một cái sự tốt đẹp là tháng kỳ tỵ, tháng tư âm lịch đó, là tháng mộc, đối với người mệnh hỏa thì bổn mạng vẫn không có việc gì. Hy vọng rằng với cái sức khỏe tốt, sự minh mẫn trong cuộc sống sẽ phần nào chế hóa được khi tỵ. Tại sao? Tại khi mà cái bổn mạng của mình được tương sinh là phúc tinh và tài tinh, cũng như là hóa giải tinh sẽ phát huy tác dụng để mà khống chế lại những cái điều xấu, hạn chế bớt cái điều xấu đối với cái tuổi của mình. Tuy nhiên là các anh các chị thì em sẽ cực kỳ phải để ý những cái mối quan hệ làm ăn cũng như là gia đạo sẽ gây ra buồn phiền cho các anh các chị. Với cái chữ Ất khắc kỷ và của các anh nam với la hầu thì cẩn thận cái việc tăng môn ở trong năm nay, và đặc biệt là tháng tư này, thì nếu mà có mẹ già cha già thì cần cẩn thận cái việc bình an của các cái bậc trưởng thượng. Cái đó là cái điều mà sẽ không thể nào mà nói là không có được. Tiếp đến của người chữ Ất thì đó là chữ Ất Hợi, tức là các em sinh năm 1995. Từ đầu năm tới giờ thì vào năm tuổi với trực thái tuế, thì rõ ràng là Ất Hợi
thì như cũng giống như Ất Tỵ thì Ất khắc kỷ của năm. À, Hợi, các em mắc Hợi thì Hợi gặp Hợi là năm tuổi. À, nó sẽ có rất nhiều điều khó khăn rồi. Bây giờ thêm cái việc mà rơi vào cái tháng gọi là lục xung, đúng không? À, các em thì Ất Hợi thì các em cũng tiếp tục lại là người mệnh hỏa giống như Ất Tỵ. À, các chị Ất Tỵ thì tốt về bổn mạng, tuy nhiên là chữ Ất khắc kỷ thì công việc đem lại nhiều điều khó khăn, rất là rối rắm. Cảm thấy công việc bình thường, mình làm cái công việc này, mình những năm khác thì mình thấy nó suôn sẻ, nó ok lắm. Tự nhiên năm nay làm nó cứ sao sao trong người, nó cứ buồn buồn, rồi cái gặp trục trặc nhỏ này trục trặc kia, nhưng mà tất cả đều không khống chế được. À, rơi vào cái tháng kỷ tỵ này thì tiếp tục Ất khắc kỷ thì công việc của mình nó càng lại càng rối rắm hơn, nó càng buồn phiền hơn. À, rồi tỵ hợi lục xung gặp lại trong năm tuổi nữa thì chắc chắn rằng là gia đạo hoặc là tình cảm của các em sẽ có cái sự biến động, làm cho các em càng buồn phiền hơn. Tóm lại đó là hai cái tuổi mà điển hình của chữ Ất. Còn tóm lại những người như Ất Sửu, Ất Sửu thì gốc kim, Ất Sửu thì gốc kim, là mệnh kim, gặp cái tháng kỷ tỵ cũng tiếp tục là bị tương khắc về bổn mạng, sức khỏe sẽ không tốt. Ất khắc kỷ thì cũng khó khăn cho công việc không có đem đến nhiều cái điều thuận lợi. Gặp cái tháng mà mình bị tương khắc về bổn mạng thì các phúc tinh và tài tinh, hóa giải tinh hay là giải thần gì đó nó sẽ bị mất đi tác dụng, và mất đi tác dụng thì nó sẽ làm cho cái phá và bại tinh nó hoàn thành. Gặp Ất khắc kỷ nữa thì chắc chắn công việc sẽ sinh rối rắm, đặc biệt là các em nam. Các em nữ thì tháng này vậy chứ cũng còn đỡ đỡ, nhưng mà các em nam của tháng này thì cực kỳ khó chịu đó. Thì rõ ràng đó là những cái tuổi, 4-5 cái tuổi mà hãy nhớ rằng mình cũng nói là 4-5 cái tuổi điển hình của sâu xếp từ trên xuống ha. Đó, xếp đầu tiên hết là quý Hợi, rồi là quý Tỵ, quý Sửu, đó là 3 tuổi. Còn Ất thì Ất Tỵ là ghê gớm nhất, tới Ất Hợi và Ất Sửu. Đó là những cái tuổi mà mình xét cho mọi người thấy rằng là nó có cái sự khó khăn ở lớn nhất ở trong cái tháng tư âm lịch này. Còn những cái tuổi khác thì còn tùy vào cái vận hạn, cái vận niên của năm, có thể là như vậy. Hãy nhớ một điều này nè, có nhiều người hỏi mình là thôi tại sao là tuổi em, mà nếu đúng ra là xét tử vi năm nay thì em thấy anh nói nó nhiều điều nó cũng tốt lắm mà, tại sao em vẫn cứ gặp khó khăn? Mình cứ sẽ nói đi một điều nè, đức năng thắng số mệnh. Có thể là tổng hợp chung là nó như vậy, nó có nhiều điều thuận lợi, nhưng mà mình chưa có thuận lợi thì anh nói vui vui với mọi người nè, phải coi lại ăn ở. Nhiều khi nghiệp mình nhiều quá mình phải chịu, chứ đâu có thể nào nói được mà không có cái việc này không có việc kia. Nhưng mà nói thí dụ như mà đó là mình nói vui thôi, còn nói nhiều khi tại vì mình tốt đẹp đáng lẽ mình xui hơn nữa, nhưng mà nhiều cái nhờ cái phúc tinh đại tinh cũng như là cái vận hạn vận niên của mình nó tốt, nó sẽ phần nào nhẹ nhàng đi đó. Mình cứ hy vọng như vậy để mình có nhiều cái điều tốt đẹp hơn, đúng không? Cảm ơn Mai Phan. Em nói luôn, đối với người Nhâm Tý mà sinh năm 1972 này là anh Hải Đặng, thì đối với tháng Tỵ thì cũng là một tháng tương đối tốt đẹp đối với tuổi của anh. Tại vì Nhâm Tý là gốc mộc, mà tháng kỷ tỵ thì cùng hàng mộc, cho nên là bổn mạng sức khỏe sẽ ok. Khi bổn mạng sức khỏe ok thì các phúc tinh và tài tinh nó rất là hưởng lợi. Cộng với là chữ Nhâm với chữ Ất thì không xung không hợi, không có quá khó khăn. Nó Nhâm là thủy, Nhâm quý là thủy, giáp Ất là mộc, nó thuộc cái vòng tương sinh của nạp âm ngũ hành, cho nên là tốt cho công việc. Cho nên là nhận việc mới ở trong tháng này là một cái ngày ok. Em nghĩ là hình như em nhớ không lầm,
để em tính lại cho anh coi là cái ngày người của các anh, người nhâm tý của anh thì nên nhận ngày ngày Giáp Thìn, tức là ngày mùng 3 tháng 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 kỷ tỵ, tức là mùng 3 tháng 4 á, âm lịch. Nó là ngày thứ ba mùng 7 tháng 5 là nhận việc là rất là ok. Công việc sẽ mọi điều sẽ hanh thông thuận lợi. À, 7 tới 9 giờ sáng lại là giờ tinh, giờ tốt đối với tuổi của anh, đó là giờ Thìn. Anh là tuổi Nhâm Tý cho nên là sẽ rất là tốt đẹp. Trần Quốc Khương nè, vào ngày thứ thứ ba thì anh sẽ rảnh, anh sẽ trực khách sạn, cho nên là ngày thứ ba em cứ gọi cho anh ngồi trực khách sạn anh sẽ trả lời cho em. Ngày thứ ba tới ha, ngày 30 tháng 4. Mọi người làm thì còn nghỉ lễ chứ anh thì không có ngày nghỉ lễ đâu ha. Mọi người không nói như vậy là mình nói mình là cái này là cái nghiệp không phải cái nghề thì mọi người không tin đúng không? Có ai như mình không tới 10 giờ tối làm thì từ sáng tới 10 giờ tối còn chưa được nghỉ. Đôi khi là có những người ở nước ngoài họ hẹn mình 10 giờ họ nói chuyện tới 12 giờ mới xong cái việc. Nhiều khi đang nói chuyện với mọi người tới giờ cơm bây giờ lan lỡ nói chuyện thì phải giải quyết cho xong hết mọi chuyện. Ăn nhắn cơm mà thấy mọi người gọi, ví dụ như mà họ gọi một cuộc mình thấy mình ok họ ấy cũng mà họ hai ba cuộc tức là họ có chuyện rất gấp là phải bắt máy lên vừa nhai vừa trả lời điện thoại. Ok Khương, Trần Quốc Khương nè, anh hứa với em ngày thứ ba cứ sau 10 giờ sáng em gọi cho anh là anh sẽ trả lời em được. Từ ngày thứ ba là anh không có đi đâu, anh ở ở nhà anh đi trực khách sạn. Đúng rồi, anh có dấu hiệu của bị ấy do dị ứng thời tiết, không có được trong lắm. Thật sự mà nói là mấy hôm nay là anh ước được về Đà Lạt, về nhà cho nó mát mẻ, cho nó tốt cho sức khỏe. Thật sự mà nói thì anh hồi xưa anh bị chỗ này của anh bị mất một miếng sọ bên dưới đây nè, cho nên là nắng nó đau đầu lắm, suy nghĩ không nổi luôn á. Nhưng mà không có công việc rồi điều kiện chưa cho phép để mình phải 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 về trên kia chứ. Thật sự mà nói là nhà trên kia thì bán mất rồi, về đâu khi nhà đã bán đúng không? Cho nên là mình không có về được. Anh Đinh ơi, mình có làm cái tử vi cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 ở trong cái tháng 4. Bạn vui lòng bạn xem lại cái video clip đó thì có cả tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 5, tháng 6 luôn thì bạn coi nó sẽ rất là tốt đẹp. Nói sơ như thế này nè, những người mà có địa chi là tuổi tỵ, đinh tỵ ha, ất tỵ, quý tỵ, tân tỵ, kỷ tỵ thì tháng kỷ tỵ này đều là không tốt đẹp về phần gia đạo, phần các mối quan hệ. Những người có chữ kỷ, có chữ quý, đó là kỷ khắc quý thì đặc biệt là công việc sẽ gây ra khó khăn, thậm chí là nếu như mà trong tháng này mà làm chuyện gì đó có thể liên quan đến pháp luật. Những người có chữ Ất thì công việc có khó khăn nhưng vẫn giải quyết được, tại vì dù sao đi nữa thì Ất nó khắc kỷ, nó sẽ làm cái điều tốt đẹp hơn, chứ không đến nỗi nào.
Đúng rồi, số máy 0964905730 đó là số của anh đó. Đối với cái tuyết hồng, đối với người kỷ kỷ mùi á, thì tháng 4 âm lịch như anh đã nói ở trong cái sách tháng năm là một tháng khá tốt đẹp. Tại vì sao? Tại vì cái chữ kỷ nó cùng hàng. Kỷ mùi thì là gốc hỏa, mà kỷ tỵ, tháng kỷ tỵ là mộc, là mộc sinh hỏa, gặp cả năm sinh hỏa nữa, cho nên là bổn mạng của mình rất là tốt đẹp. Công việc của chữ kỷ nó sẽ ok hơn nhiều so với cái chữ mậu. Đúng không? Chữ mậu của Mậu Thìn thì còn tỵ với mùi thì không xung không hợp, cho nên là phần gia đạo vẫn tốt đẹp, không có việc gì cả. Cho nên đối với cái người mà kỷ tỵ, kỷ mùi của tháng kỷ tỵ là một cái tháng tốt. Mọi người đang xem rất là nhiều, mọi người chịu khó bấm dùm cái nút này cho mình. Với dạo này mình ít có hoạt động ở YouTube, cho nên là YouTube đang trừ điểm một cách rất là trầm trọng. Mọi người bấm nhấp cái nút này nè. Cảm ơn mọi người nhiều. Tuổi Quý Tỵ tháng này thì như em đã nói là Ngô Trí Nguyên là mình có gia đạo tháng này rất là khó khăn. Với tháng tuổi cộng với cái chữ kỷ nó khắc chữ quý của Thiên Can thì chắc chắn là người Quý Tỵ năm nay tháng này sẽ không ổn về gia đạo, sẽ buồn phiền nhiều ha. Người 78 thì sửa sửa mũi vào tháng tháng 4 âm lịch cũng ok, không có gì hết. Có anh thì không có phải là cái người mà quá khó khăn mọi chuyện gì đâu. Mọi người cứ yên tâm, tất cả là tùy duyên. Có người gọi mình 10 lần mình chưa bao giờ bắt máy, và có bắt máy thì cũng đang vào cái lúc mình không thể trả lời được. Ví dụ như mình đang cúng hoặc mình đang xem phong thủy thì mình không thể nào mất tập trung bằng cuộc điện thoại đó mà ảnh hưởng đến những cái người mà mình đang phải trực tiếp đi giải quyết. Rồi nhưng mà có người nhiều khi họ gọi lúc 12 giờ đêm nữa, nhưng mà mình lại bắt máy. Thì tất cả là đều chuyển duyên thôi, chứ không phải là mình khó khăn gì, mình cao sang gì, mình không bắt máy mọi người đâu. Mọi người cứ 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 gọi đi, tùy duyên thì sẽ có gặp thôi. Người nhâm thân á, thì như thế này nha. Cường Big Ben, người nhâm thân á, là sinh năm 1992, thì là mệnh là kiếm phong kim. Thì kim nó sẽ khắc mộc của tháng kỷ tỵ. Nhâm với kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ thôi. Tuy nhiên là chữ nhâm là thuộc thủy, chữ kỷ là thuộc thổ, cho nên là về nạp âm ngũ hành là bị tương khắc thổ khắc, khắc thủy, cho nên là sẽ có một chút khó khăn ở trong công việc. Còn thân dần thân tỵ hợi, thân tỵ với hợi nó sát, thân với tỵ nó sát nhau ở trong tứ hành xung như thế. Tuy nhiên cặp địa chi này rất là đặc biệt, là cặp địa chi lục hợp, cho nên là có lục hợp của địa chi thì hy vọng là sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp, không những cho gia đạo, còn có cho công việc, sẽ có tài lộc đối với cái người nhâm thân. Người mà giáp dần thì tốt đẹp ở trong cái tháng kỷ tỵ. Tuy là giáp dần là gốc thủy, chữ giáp sinh ra thủy, sinh ra mộc của tháng 4 âm lịch, tháng kỷ tỵ. Tuy nhiên là chữ giáp và chữ kỷ là thuộc ngũ hợp,
mà thiên can thuộc ngũ hợp thì dễ sinh tài lộc, dễ sinh cái việc tài lộc mọi thứ ha, công việc nó sẽ dễ sinh tài lộc. Dần thân tỵ hợi, dần thân tỵ, dần với tỵ tuy là nằm ở trong tứ hành xung, nhưng mà nó chỉ là tự hại thôi, thì nó chỉ là một cái, nếu như có trong gia đạo có cái sự buồn phiền thì nó cũng không quá lớn. Cho nên đối với cái người mà giáp dần thì tháng kỷ tỵ là một tháng trung bình khá, tốt về công việc nhưng không tốt lắm về gia đạo, vậy thôi. Còn mà với cái người mà tuổi Nhâm Tuất á, thì cũng mình sẽ nói như thế này. Chữ Nhâm Tuất thì là gốc thủy, mệnh đại hải thủy, gặp tháng kỷ tỵ thì là sinh xuất, tại vì là thủy sinh mộc mà tháng kỷ tỵ là mộc, cho nên bổn mạng sức khỏe nó cũng không được ok lắm, vì bị sinh xuất. Bản thân của đại hải thủy này đã sinh xuất cả năm rồi, gặp tháng sinh xuất tháng cũng giống như người quý hợi vậy, bổn mệnh có chút vấn đề, cần cẩn thận một chút xíu. Tiếp đó là xét về thiên can là chữ Nhâm với chữ Kỷ. Chữ Nhâm Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, không có xung khắc về tử vi. Tuy nhiên là chữ Nhâm thì thuộc thủy, chữ Kỷ thuộc thổ, nạp âm ngũ hành là bị tương khắc, cho nên là cũng công việc cũng có vài điều không tốt đẹp, đặc biệt là với nam mạng. Rồi tỷ với tuất thì cũng bình hòa tự chủ, không có gì hết. Đó là cái phân tích của anh dành cho cái người tuổi Nhâm Tuất đối với cái tháng kỷ tỵ tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch đối với người Giáp Tý sẽ là như thế này ha. Người Giáp Tý thì là mệnh kim, cho nên là tháng là gặp tháng mộc nhưng mà hợp thổ, cho nên là người mệnh kim là khắc mộc, sức khỏe hơi hơi thôi, nói chung là cũng không có vấn đề gì quá nhiều với cái chữ giáp của Giáp Tý. Rồi thiên can á là chữ giáp hợp chữ kỷ, cho nên là công việc hanh thông, dễ sinh tài lộc cho mọi người Giáp Tý, đặc biệt là Giáp Tý nữ mạng. Rồi người mà tuổi Tý gặp tỵ, nếu như mà xét về thiên can á, thì về địa chi á, thì cũng không có gì là quá khó khăn đối với cái người mà Giáp Tý ở trong cái tháng tư âm lịch đâu. Có thể nói là với giáp hợp kỷ thì thậm chí là còn sinh tài lộc trong công việc nữa, cho nên yên tâm ha. Cảm chúc là người mà canh tuất và quý sửu thì đây là trong một trong những cái giai đoạn là khó khăn nhất của cuộc sống. Từ xưa giờ gầy dựng bao nhiêu, 3 năm tam tai là 26, 27, 28, đặc biệt là 28 là lấy sạch của người tuổi canh tuất. Người quý sửu thì bắt đầu vào năm tam tai, năm nay chữ quý, chữ kỷ của năm, kỷ hợi của năm nó khắc chữ quý nữa, cho nên là khó khăn. Cảm chúc là nếu như mà sinh con mà tuổi này á, sinh toàn gái không á, thì sẽ là sớm quay lại cái thời kỳ có tiền tài thôi, không có việc gì mà lo lắng đâu.
Đúng rồi, Nhung anh đã nói rồi, tháng 4 đối với người kỷ tỵ là tự tháng kỷ tỵ luôn, 60 tháng nó mới lặp lại một tháng, cho nên là mình cẩn thận. Nó không những không tốt cho công việc mà còn không tốt, nó tốt cho công việc nhưng mà không tốt cho gia đạo và các mối quan hệ. Đinh tỵ nữ mạng tháng 4 là một tháng xấu, cho nên là đừng mong có tiền tài. Hai người canh nhâm này mà cùng thân thì không sao đâu. Người ta nói là có một số tuổi là không còn được, cùng tuổi không nên lấy nhau. Nhưng mà hai tuổi thân này thì cách nhau một giáp thì không vấn đề đâu. Đối với người canh tuất mà sinh năm 1970, đối với cái tháng 4 tháng kỵ tỵ thì mình sẽ phân tích nó sẽ như sau. Canh tuất thì thuộc kim, kỵ tỵ là thuộc mộc, cho nên là kim khắc mộc thì bổn mình dù gì đi nữa thì mình là bổn mạng tương khắc thì nó sẽ không tốt đẹp về phần sức khỏe. Tuy nhiên dù sao là mình khắc nó thì chỉ là các cái phúc tinh và tài tinh nó bị ảnh hưởng một tí xíu, chứ không phải là bổn mạng của mình bị ảnh hưởng, không phải là bị ảnh hưởng 100% ha. Bên cạnh đó là cái chữ canh với chữ kỷ thì nó không xung không hợp về phần trạng thái của tử vi. Tuy nhiên về nạp âm ngũ hành, canh kỷ thì cũng cùng cùng thuộc canh thì thuộc kim, kỷ thì thuộc thổ, cho nên là được tương sinh về mặt thổ sinh kim, cho nên là tài lộc sẽ có nhưng không quá lớn đâu. Còn tức với tỵ thì bình thường hòa, không có việc gì xảy ra đâu về địa chi, cho nên là đối với người canh tuất thì tháng 4 là một tháng ok chứ không đến nỗi nào. Người đinh mùi cũng vậy. Hải Huyền, em hỏi cái gì mà anh ba trả lời em đi. Ok, Trần Quốc Khương. Đối với người Bính Thìn thì tháng 4 sẽ tốt hơn là tháng 3 rất nhiều. Và vì cùng dù là cùng tháng Mộc, tuy nhiên là tháng 4 tháng 3 âm lịch là tháng 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 Mậu Thìn thì là tháng tuổi của người tuổi Thìn, cho nên là cùng là tháng Thìn cho nên là nó không tốt đẹp, nhưng mà tháng 4 thì tháng Tỵ rồi sẽ tốt cho đến người tuổi Thìn. Các anh chị tuổi Thìn đừng quá lo ha. Nguyễn Yên anh đã nói rồi, anh đã nói ở đầu cái video này rồi, đầu cái buổi livestream rồi, tháng 4 là tháng xấu nhất của người Quý Hợi. Sinh năm 1983, dù nam hay nữ mạng gì thì cũng rất là xấu. Cho nên là cẩn thận việc gia đạo, giữ mạng được là tốt. Ha, người Quý Hợi thì nói vậy chứ bổn mạng yếu lắm. Năm nay đặc biệt là rất yếu, cũng giống như người Nhâm Tuất năm vừa rồi. Nhưng nam mạng của chữ Nhâm Tuất năm vừa rồi không bị mất mạng nhiều, do là người ta gọi là nam nhâm nữ quý. Nhâm đó là nhâm giữ được mạng, mạng lớn. Còn nam mà nắm chữ quý thì yếu lắm. Từ đầu năm tới giờ anh thấy là mấy mấy tên Quý Hợi rồi cứ lên bàn thờ hưởng nhang rồi, cho nên là cẩn thận nha.
Giờ mọi người hỏi nhiều quá cũng không biết trả lời câu nào. Anh nói rồi, kỹ tỷ anh đã nói rồi, Tư Nguyễn, lát nữa em có thể ra lại anh xem ở phần đầu của cái video này anh có nói về người kỹ tỷ sao trong tháng này. Thì anh cũng nhắc lại một lần nữa là người kỹ tỵ, tháng 4 âm lịch là tháng kỹ tỵ thì chắc chắn rằng sẽ không có nhiều điều tốt đẹp đâu. Cho nên cẩn thận nha. Có cái anh nào mới hỏi mình 70, 74 làm sao thì mình rất là khó trả lời. Câu hỏi như vậy là không có điểm đến, không có một cái mấu chốt của vấn đề, cho nên mình rất cực kỳ rất là khó trả lời. Nhất là qua cái buổi livestream thì mọi người thì viết, còn mình thì nói, mình nói cho mọi người thì mọi người, mình hỏi thì mọi người đâu có trả lời được liền, chèn lên mình sẽ không trả lời được. Cho nên là nếu như mà hỏi mình một cái vấn đề gì đó đơn giản thì nó sẽ thuận tiện hơn trong cái buổi livestream này, nhất là đặc biệt là những cái việc liên quan trong cái tháng tư. Rồi mình cố ý mình khống chế lại là những cái việc ở trong tháng tư để nó ngắn, nó nói mình dễ trả lời. Em Quý Hợi, em định đi sửa mũi vào tháng 6 dương lịch được không ạ? Được em, tức là qua khỏi tháng kỷ tỵ rồi, qua khỏi cái tháng mà nó không tốt đẹp rồi thì cái việc mà mình sửa xịt đồ này kia thì nó cũng sẽ ok, không vấn đề gì đâu ha. Người Tân Hợi, tháng 4 tốt không em, làm ăn được không? Em nói luôn vậy nè, người Tân Hợi thì em phân tích luôn ha. Người Tân Hợi là gốc kim. Chữ Tân thuộc kim, chữ Kỷ thuộc thổ. Tân với Kỷ thì không khung xung, không hợp, không có bình hòa, không có cái gì hết, đúng không? Nhưng mà chữ Kỷ thì là thuộc thổ, được tương sinh cho từ chữ Tân thuộc kim về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là có thể có sinh tài lộc nhưng không lớn. Tuy nhiên là Tỵ Hợi, chữ Tỵ gặp tháng kỷ tỵ gặp chữ hợi là lục xung, cho nên là rất nhiều điều không tốt đẹp ở trong gia đạo, đặc biệt là các mối quan hệ, thí dụ như anh em bạn bè cho tới chồng con. Nên mà làm ăn ở trong tháng tư âm lịch đối với người tuổi Tân Hợi thì không vấn đề, tuy nhiên là sức khỏe và gia đạo thì cần cẩn thận. Dạ chào Nguyễn Đức Hạnh, nữ Quý Dậu sinh năm 1993, tháng 4 âm lịch này sẽ như thế nào hả anh ba? Người Quý Dậu thì như đã nói ha, chữ Kỷ của cả năm nó đã khắc chữ Quý rồi, tháng 4 âm lịch đó là tháng kỷ tỵ, thì tiếp tục cái chữ Kỷ nó khắc tiếp chữ Quý nữa, cho nên là cực kỳ không tốt đẹp cho cái công việc làm ăn. Rồi á, là về mạng á, là Quý Dậu là thuộc kim, kỷ tỵ là thuộc mộc, và cái kim của mình là cái kiếm, kiếm phong kim này sẽ chặt mộc, cho nên là cái phúc tinh và tài tinh nó cũng không có trương trợ gì hết. Dậu thì tỵ dậu sửu là tam hợp, cho nên là người mà Quý Dậu thì công việc sức khỏe là cái vấn đề chính, chứ còn mà mối quan hệ trong nhà gia đạo thì ok. Người sinh năm 1947 là người Đinh Dậu, 47 Đinh Dậu. Đinh Dậu thì không đến nỗi nào đâu Hải Huyền. Chào Trần Thị Thùy Dương. Chị Nguyễn Thị Lan nè, em không có chấm tử vi trọn đời cho nên là chị thông cảm. Nhâm Tuất nữ, tháng tư có tiền không anh trai? Anh hồi nãy anh có Đinh Hợi, lộn, Đinh Hợi tháng tư là tháng, nói chung là về về vật sức khỏe thì Đinh Hợi không vấn đề đâu. Chữ Đinh này thì tốt.
mình sẽ nói về tháng tư cho người tuổi 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 Giáp Thìn. À thì như đã biết là Giáp Thìn thì là mệnh hỏa. À rồi là tháng tháng tư âm lịch là tháng kỷ tỵ, thì xét vào như thế này, giáp về mặt mạng là được tương sinh mộc sinh hỏa, là tốt đẹp cho sức khỏe, các phúc tinh và tài tinh rất là được hưởng lợi. Thiên can chữ giáp hợp chữ kỷ, đây là thiên can can thuộc ngũ hợp, cho nên là tốt đẹp về phần sức khỏe, tốt đẹp về phần công việc làm ăn. Thìn với tỵ thì không xung không hợp về mặt trạng thái của cái tử vi, cho nên là tiếp tục là tốt đẹp cho cái gia đạo và mọi thứ. Như vậy là đối với cái người tháng tư thì người Giáp Thìn là tốt đẹp. Mọi người tiếp tục bấm giùm, ai chưa bấm thì bấm giùm cái nút này cho mình với, kiếm được 100 cái like mình bán mình kiếm sống với. Cảm ơn mọi người nhiều. Ha ha nè, em tầm sư học đạo là học về cái gì? Nếu như mà tuổi Tân Dậu thì tháng kỷ tỵ này em đi đi. Tháng kỷ tỵ này một tháng rất là tốt đẹp cho người tuổi Tân Dậu đó. Cảm ơn bạn Hương Trần. Nguyễn Thị Mỹ Lệ nè, em hỏi một câu hỏi mà anh sẽ không có trả lời được. Tại vì là như thế này, em hỏi anh là em chồng 1986, chồng 1980 tức là canh thân, vợ là bính dần, có ở đời với nhau được hay không? Câu trả lời này không phải là anh trả lời được, mà câu trả lời này là phải em với lại chồng em mới trả lời được. Lý do là có người có hợp về tử vi phong thủy đi nữa mà họ không biết nhịn nhục, họ không biết gọi là kết hợp lại, thí dụ như nhường nhịn lẫn nhau, thì họ sẽ không đi đến cuối đời cùng nhau. Ngược lại, có cái người mà họ xung tuổi nhau rất là nhiều thứ, nhưng họ biết được là họ xung tuổi, khi người này nóng người kia hạ xuống, người này ấy, thì lúc họ hai người hạ xuống thì họ nói chuyện với nhau. Họ cố gắng, tức là cái sự cố gắng của hai em mới có hỏi được đi đến cuối đời hay không, chứ còn tử vi phong thủy không có kết luận là các em có đi đến cuối đời với nhau hay không. Đó là cái điều anh trả lời một cách rất đơn giản. Thí dụ như Lê Quốc Trung hỏi mình cái tuổi Bính Dần mà tháng tư làm ăn ra sao, thì mình sẽ phân tích như thế này. Tuổi Bính Dần là gốc hỏa, tháng tư là tháng kỷ tỵ, như vậy mộc sinh hỏa, tháng kỷ tỵ là mộc mà, là tốt cho bổn mạng, tốt cho phần sức khỏe của em. Bính với kỷ xét về thiên can là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính thuộc hỏa, kỷ thuộc thổ, là thuộc dòng tương sinh nữa, cho nên là tốt đẹp cho công việc, thậm chí là dễ sinh tài lộc. Thứ hai nữa là tỵ với dần là nằm trong tứ hành xung, nhưng mà dần thân tỵ, dần tỵ nó cách xa nhau, gọi là bị tự hại ở trong tử vi, cho nên là gia đạo có một chút xung khắc một tí xíu. Người Giáp Tuất tháng tư vẫn đi xa làm ăn được, cho nên không sao đâu nha chị Thúy Hoàng. Cảm ơn Trần Sung Thư. Người mà canh Tuất thì em đã phân tích rồi. Người canh Tuất thì tháng 3 âm lịch này là một cái tháng rất là kinh khủng. Từ đầu năm giờ tháng 3 âm lịch là một cái tháng nó làm cho nhiều điều rất là khó khăn. Tuy nhiên mà chuyển sang tháng 4 thì người canh Tuất rất là tốt đẹp. Em đã phân tích hồi nãy rồi, nếu mà có dịp thì mọi người xem lại thì mọi người sẽ thấy rằng nó như thế nào ha.
Em ơi xem giùm chị, tuổi Tân Hợi nữ nữ mạng, chị có làm một cuộc di cư có tốt không? À, người Tân Hợi nữ mạng thì vốn dĩ là người chuộng cái mới, chuộng cái thích sự cái thay đổi, không phải là thay đổi trong tình cảm mà là biết biết tiếp thu cái mới. Cho nên là di cư là chị đã chọn được cái địa điểm rồi, cho nên là mọi điều nó sẽ hanh thông đối với chị thôi, không có việc gì đâu ha. Đúng rồi, Liên Lam, tất cả mọi điều là anh chỉ nói vui nè. Mọi người có thể hỏi anh là hai tuổi này có hợp hay không, về tử vi không phong thủy hay không, và nó kiêng kỵ cái gì để tụi em biết và tụi em nhường nhịn lẫn nhau, thì anh sẵn sàng chia sẻ. Còn hỏi anh một câu hỏi mà hai tuổi này có sống cả đời với nhau hay không, đừng hỏi anh mà phải hỏi cả hai vợ chồng. À, thí dụ như thiên can của này tương khắc nè, địa chi của này tương khắc nè, thì địa chi thì nó ảnh hưởng tới cái gì, thiên can thì ảnh hưởng cái gì, thì anh sẽ chỉ cho là nếu mà hai tuổi đó mà thiên can bị tương khắc thì đừng có nên làm chung công việc, vợ làm việc vợ, chồng làm việc chồng, đừng có về kết hợp cùng làm thì nó sẽ xảy ra thất bại. Chứ không phải là anh tử vi phong thủy nó đưa ra nhiều cái trụ khác nhau, mạng nè, thiên can rồi địa chi rồi cung sinh, thì mỗi cái nó cho một cái tương khắc về cái tính cách nè, rồi về cái công việc làm ăn nè, rồi về đường con cái nè, chứ không phải là hỏi mình một câu là có ở đời được hay không đó. Thì còn phải tùy vào hai người chứ đâu phải tùy anh được, đúng không? Người Quý Hợi năm nay thì anh đã nói rất nhiều rồi ha. Và năm nay anh cũng rất tiếc là hình như là cái video đó rất là ít người xem. Hình như cái video tuổi Quý Hợi anh làm cho năm 2019 này thì có khoảng chưa tới 100.000 lượt xem. Trong khi là anh biết rằng người sinh năm Quý Hợi là đặc biệt nhiều. Và tới giờ phút này thì anh cảm thấy rằng là những người Quý Hợi thật sự là gọi là không bị thiệt thòi khi mà không xem những cái video clip đó. Tại vì tới giờ phút này thì anh cảm thấy rằng anh làm cho tới tháng 4 âm lịch thì người Quý Hợi không sai một chút nào, bị khá nhiều cái vấn đề, nhưng mà có lẽ là không có duyên cho nên là họ không có xem, mà rất tiếc điều đó, thật sự mà nói như vậy. Thường thì những năm nào mà tuổi nào xấu nhất thì anh sẽ chọn tuổi đó anh làm đầu tiên, nhưng có vẻ như là mọi người không có duyên để mà xem cái việc đó. Người tuổi Đinh Mão thì năm nay là năm tốt, xét về khía cạnh ở bên ngoài thì người tuổi Đinh Mão năm nay là một năm tốt đẹp. Tuy nhiên là tháng 2, tháng 3 người Đinh Mão gặp nhiều khó khăn. Thì lý do là tháng 2 là tháng Đinh Mão, tháng 3 là tháng Mậu Thìn, mà Mão Thìn thì là lục hại đối với địa chi, cho nên là tháng 2, tháng 3 là các em không có được suôn sẻ lắm. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng 4 trở đi thì mọi điều sẽ tốt đẹp rất là nhiều đối với người Đinh Mão. Bính Dần và Đinh Mão đều là gốc hỏa, kinh doanh buôn bán ok em, bình thường, hai người này năm nay tốt mà. Bính Dần lộn, xin lỗi em đọc là Bính Thìn. Vũ Thu Hà này, hồi nãy anh đã phân tích cho cả hai cái tuổi này ở phần đầu rồi. Người Kỷ Tỵ thì đặc biệt cần cẩn thận, Kỷ Mùi thì cũng không có việc gì xảy ra đâu, nhưng mà Kỷ Tỵ thì cần cẩn thận nha em. Đúng rồi, năm nay anh chưa làm Đinh Mão. Thật sự mà nói là năm nay anh khá nhiều công việc cho nên anh không có làm công việc, không làm đủ tất cả các video để mà chia sẻ với mọi người.
anh sẽ cố gắng thực hiện cái việc mà tử vi của những tháng còn lại cho những cái tuổi mà chưa có, chắc là phải sau lễ, mọi khi mọi chuyện nó ok hết đâu vào đó thì anh sẽ dành 10 ngày nửa tháng thì anh dọc về Đà Lạt. Lúc đó anh chỉ tập trung vào sản xuất những cái video cho mọi người thôi, chia sẻ cho mọi người thông cảm giùm. Thật sự ra là dạo này anh bận quá, với lại thật sự là sức khỏe cũng không tốt đẹp nữa. Cảm ơn Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Anh chỉ nói thật lòng thôi chứ không có việc gì đâu, anh chia sẻ một cách là tận tình thôi. Người Ất Mão của tháng 4 thì em sẽ phân tích như thế này để cho mọi người thấy lại một lần nữa. Mình đã phân tích rồi. Người Ất Mão thì là mệnh thủy, gặp tháng Kỷ Tỵ là tháng mộc. Như vậy là tiếp tục là một tháng sinh xuất về bổn mệnh. Người Ất Mão đã bị sinh xuất của cái năm Kỷ Hợi, từ vì năm Kỷ Hợi là mộc mà, sinh xuất cả năm rồi. Bây giờ tiếp tục là một cái tháng sinh xuất nữa, thì cái bổn mạng phải cần để ý một tí xíu sức khỏe. Đặc biệt là chữ Ất nó khắc chữ Kỷ, cho nên là công việc nó không có tốt đẹp ha, xảy ra nhiều cái điều mà làm cho mình cảm thấy là khó chịu. Tuy nhiên rồi cuối cùng thì mình cũng sẽ giải quyết được thôi, thì dù gì đi nữa thì chữ Ất khắc Kỷ chứ không phải là chữ Kỷ khắc Ất. Kỷ khắc Quý ha, cho nên là như vậy. Rồi đó là Mão với Tỵ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là tháng này là công việc cũng khó khăn, sức khỏe không tốt, chỉ có gia đạo là ok thôi. Ất Mão tốt chỗ đó ha. Lâu lắm mới thấy Ngọc Duyên. Gọi là Ất Mão mà qua năm nay làm ăn được được quên luôn, ở đâu qua giờ nhắn tin hỏi thăm anh ba khỏe hay không đâu. Duyên nè, người sinh năm 1982 thì anh đã phân tích ở trên rồi, em chịu khó xem lại giùm anh nha, anh nói lại tuổi khác thôi. Em có làm cái video clip cho người mẫu thân sinh năm 1968 ở trong cái năm 2019 rồi. Em cũng đã cảnh báo luôn là cái tháng mậu thìn này đối với tuổi của các anh là dù là được thân tí thìn tam hợp, các anh đang ở trong tháng 3 âm lịch nè, nhưng mà là các anh là thuộc thổ, mà tháng này là tháng mộc, cho nên là nó tương khắc cái bản mệnh của các anh. Các anh cẩn thận về phần sức khỏe rồi, nhớ cẩn thận coi chừng tai nạn. Anh em đã cảnh báo từ hồi đầu năm rồi, các anh không có chịu nghe. Tháng này tốt cho công việc nhưng mà không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà tháng 4 thì qua tháng này, tháng 3, tháng 4 là hai tháng mộc, sẽ không tốt cho những người mệnh thổ, đặc biệt là những người mệnh thổ như là 68, 69, người mậu thân và kỷ dậu. Trần Sông Ngư này, hôm bữa trước anh đã nói rồi, ok đó, đi được, không có việc gì đâu. Người Giáp Dần năm nay họ tốt đẹp, cho nên là Giáp Dần họ sẽ phải được đi thôi. Thắng Phạm nè, nếu như mà em muốn xem cái tuổi mà làm nhà của mình đó, thì em phải vào Facebook Cõi Phật, Cõi Tử Vi của anh, nhắn tin cho anh ngày tháng năm sinh của em thì anh mới giúp em được, chứ còn anh không có nói phán không ở đây được. Anh phải xét nhiều thứ lắm, tuổi vợ đồ này kia nữa nha.
làm nhà thì anh sẽ coi rất là kỹ. Tại vì người ta gọi là an cư thì mới lạc nghiệp. Cái nhà nó phải tốt, nó phải hợp phong thủy, nó phải có cái ngày cất tốt thì mình làm ăn nó mới ra được. Mình chia sẻ như vậy nè. Mình nói thì mọi người không không tin nha. Ngày xưa có một bà cũng không lâu đâu, cách đây cũng năm 2016 thì có người đến gặp mình hỏi xin với mình cái nhà. Mình nói không được, cái nhà này rất là tốt đẹp, quá ngon luôn, nó hợp phong thủy một cách đấy, nhưng mà nó sập sệ thôi, chỉ sửa mái sửa đồ lại thì được rồi, đừng có bao giờ mà đập ra sửa lại, đập ra xây lại. Không tin mình, đúng không? Cuối năm 2018 khóc quá trời, qua đầu 2019 cũng còn khóc, khóc quá trời khóc luôn. Nhưng mà mình giận, mình không có muốn đến giúp. Thật sự mà nói như vậy. Tại vì mình kêu đừng có làm, tại vì làm trong năm đó đã không tốt nè. Rồi là sửa cái phong thủy của cái nhà lại thì cực kỳ khó khăn. Mình nói không chịu tin. Làm xong rồi cái nhà đang buôn bán rất là được, làm xong cái buôn bán không được. Ế, rồi đâm ra có người bệnh nữa. Bây giờ biểu mình tới, trời anh ba, giờ em vậy đó, vậy đó, em khổ quá, anh ba tới cứu em. Cứu cái gì? Biết sao cứu? Nhiều khi đó là mình, anh cũng như anh nói vậy, anh chỉ nói ra cái xấu cái tốt thôi. Còn mọi người có làm được cái xấu, thực hiện để vượt qua cái xấu, hay là thể hiện được cái tốt để mình tận hưởng là do bản thân mọi người, không phải do ông thầy tử vi, không do một người nào khác hết đó. Nghiệp của mình thì mình chịu, sướng khổ là do bản thân mình. Họ nói thật sự nè, nói nè, lúc mình vô vận hạn, mình bị bệnh, mình đau cơ thể, ông thầy tử vi không có giúp được, đúng không? Lúc mình ăn ngon, ông thầy tử vi ông cũng không biết được. Cho nên sướng khổ là tại tâm. Mình phải biết tu nhân tích đức, hoặc là mình biết nghe để mà mình vận dụng nó. Chứ còn anh nói thật chứ, nhiều người gọi đến hỏi anh ba ơi, em khổ quá, anh ba giúp em giùm. Xin lỗi, anh ba không có cách để giúp. Anh ba cũng chỉ biết tốt, xấu, những cái ngày tháng phía trước nó ra sao, cái khoảng thời gian nào là mình sẽ có cái vận hạn tốt hơn để mà mình gọi là có động lực. Anh chia sẻ cái kinh nghiệm có động lực để mọi người phấn đấu, mọi người vượt qua cái đến cái giai đoạn đó mà nghĩ rằng mình phía trước mình còn có ánh sáng để mà đi tiếp ở trong những cái đường hầm tối tăm này, ở trong cái giai đoạn mà không có chuyện tốt đẹp. Chứ không phải là anh ba có thể là hô phong hoán vũ, biến một cái, thay đổi một cái số phận nào đó. Anh ba nói thật sự, nếu anh ba có khả năng, anh ba sẵn sàng làm. Dù là thí dụ như là cứu một người, giảm một ngày thọ của anh ba cũng sẵn sàng làm, đó là thật lòng. Tự vì nó có sự nghe mọi người nói, nghe xong mà là muốn rớt nước mắt, khổ quá, có nhiều người khổ cực kỳ. Nhưng biết làm sao được, nghiệp là do mọi người tạo ra. Thì mọi người phải tự gánh chịu. Cao lắm thì anh chỉ là mọi người bây giờ các chỗ này có cách này nè, nếu như có duyên hữu duyên anh chị có cách này nè, ở đọc quyển kinh này nè, nó sẽ giải đi phần nghiệp nào của mình, nó sẽ đem đến cho mình nhiều hơn cái sự may mắn ở trong cuộc sống. Mọi người đi làm ra, mọi người đang ở trong thời thịnh vượng, mọi người đi làm ra, đó là mọi người dư ra tài sản. Thì anh cũng nói đi nói lại rồi, tài sản nó có hai dạng, một là hữu hình, hai là vô hình. Hữu hình là sao? Là mọi người mua nhà nè, mua xe nè, gửi tiền trong ngân hàng, tích lũy cái tài sản. Lúc mọi người khó khăn hết tiền lấy đó ra xài, bán xài. Còn cái tài sản vô hình là gì? Cái điều phước đức mọi người gây dựng được, mọi người làm được 10 đồng, bỏ ra 2 đồng đi từ thiện, đi cúng chùa, làm cái công việc Phật sự này, làm cái công việc Phật sự khác để tạo ra cái phước đức. Lỡ vào cái năm xui tháng hạn thì nhờ cái phước đức đó mình vượt qua cái xui xẻo nó nhẹ nhàng. Hoặc là mình đi làm ăn, mình có nhiều cái sự may mắn hơn, mình nó sẽ tốt đẹp lên. Mà khi mình làm việc tốt, thân tâm mình nó trong sáng, mặt mình nó cũng tươi tỉnh hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó thu hút hơn. Và cái người đối tác mình làm ăn với mình, họ thấy nhìn mặt này nó có phúc quá, còn làm ra 3 đồng, đúng không?
phải lường gạt người khác lấy 7 đồng đem về cho nó thành 10 đồng, thì xin lỗi, cái đồng tiền đó, nó, cái tài sản đó nó có bao nhiêu đi nữa thì rồi nó sẽ có ngày mất đi, không thể nào mà giữ được. Đó là thật lòng. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, em hỏi gì em hỏi đi, anh trả lời cho. Rebecca Lê là người Quý Hợi thì đang ở trong cái giai đoạn linh đinh thôi. Hay em hết cái năm xui xẻo này thì mọi chuyện nó sẽ khác biệt lắm em. Đúng không? Cho nên là hả mọi người cứ yên tâm đi ha. Thôi bây giờ là đã là 10 rưỡi rồi, mình sắp tới chiều nay mình sẽ có công việc cho nên là mình sẽ phải chia tay mọi người ở đây. Chiều nay mình sẽ phải đi công việc ở xa, cho nên là hẹn mọi người ở ngày thứ hai, thứ ba gì đó mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Thứ ba chứ thứ hai ngày mai mình chiều nay mình đi xa đến đến ngày mình giải quyết, tới chiều ngày mai mình mới quay về Sài Gòn, cho nên là quay về khách sạn của mình ở ở Bến Tre, cho nên là ok đúng rồi em. Người Quý Hợi thì đây là cái năm mà gọi là bản lề của người Quý Hợi, xuống thấp rồi sẽ lên cao. Mọi người ai đang xem trực tiếp, mọi người xin bấm dùm nút này có cái mũi tên như vậy nè ha. Năm hôm nay mình câu được tới 150 cái like, thì với 150 cái like này mình bán mình cũng có được một buổi trưa. Mọi người rất là vui khi mọi người mình livestream, mọi người rất ủng hộ và hy vọng rằng những cái kiến thức mình học được từ tử vi cũng như là kinh nghiệm cuộc sống chia sẻ đến mọi người thì mọi người có thể ứng dụng vào cuộc sống mà để có cuộc sống mà tốt hơn và đem lại cái niềm an lạc cho mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi livestream tiếp theo nói về chuyện phím. Mỗi buổi thì mỗi cái chủ đề nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ giúp, đó là thông tin. Còn nếu như ai cảm thấy không tin về tử vi phong thủy thì